Mẫu ngai thờ bằng đồng này có lưng ngai hơi cong về đằng sau. Nó được chia thành các ô họa tiết. Hai bên có đường viền được tạo thành bởi hình ảnh chiếc lá. Tất cả được chạm rỗng khéo léo. Phía bên trên là vầng nguyệt tỏa sáng. Những tia sáng phát ra rực lên như ngọn lửa. Phần tay cầm hình rồng. Hai con rồng uốn lượn thân mình từ mặt nguyệt vươn ra bên ngoài. Mình rồng có vảy cá chép. Đầu rồng ngẩng cao, đôi mắt mở to, miệng ngậm ngọc. Bên dưới thân rồng là các cột trụ. Ở vị trí trung tâm của cột trụ, chúng ta có thể thấy hình rồng trầu vào bên trong. Hai đầu cột trụ của những đường viền gờ nổi khỏe khoắn. Món đồ thờ cũng có phần đế chắc chắn, vững vàng. Bậc đế dưới cùng được chạm hình rồng ở mặt chính diện. Trong khi đó, mặt cạnh có hình con rơi sải cánh. Bậc đế ở giữa thì được chạm hình hoa lá sinh động. Bậc trên cùng có hình ảnh song long trầu nguyệt cách tân. Tất cả đều được chạm rất tinh tế. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.